Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện đón trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cho hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo và bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các trường về giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng, công tác tổ chức dạy và học khi đón trẻ trở lại trường. Cùng với đó, ban giám hiệu các trường báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện đón trẻ trở lại trường cùng những thuận lợi khó khăn cần tháo gỡ, đảm bảo đón trẻ an toàn. Theo báo cáo, đến nay, các trường đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị sẵn sàng đón trẻ, thực hiện vệ sinh sạch sẽ trường lớp, trang thiết bị và đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, xây dựng kế hoạch các phương án tổ chức dạy học, kịch bản phòng chống dịch, bổ sung các thiết bị y tế, bề rửa tay, nước sát khuẩn, phòng nghỉ tạm thời vân vân. Đồng thời tuyên truyền lấy ý kiến phụ huynh qua hệ thống Zalo, nhóm lớp, đồng thuận cho trẻ trở lại trường đạt trên 67%.